Từ 0 giờ ngày 23 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh tăng cường biện pháp chống COVID-19 với yêu cầu ai ở đâu yên đó, nhà cách ly với nhà, tổ dân phố với tổ dân phố, khu phố ấp cách ly khu phố ấp, phường xã thị trấn cách ly với phường xã, thị trấn. Thành phố chỉ cấp giấy đi đường cho các nhóm công việc gồm: tổ COVID-19 cộng đồng, nhân viên y tế và lực lượng hỗ trợ y tế tham gia chống dịch bệnh, người đi cách ly và đi cách ly về, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị, không quá 10% trên tổng số, lực lượng công an, quân sự di chuyển thay ca làm việc tại các chốt trạm kiểm soát dịch, tổ tuần tra và lực lượng phối hợp. Nhân viên làm nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động ngoại giao, nhân viên các cơ quan lãnh sự, ngoại giao đi thi hành nhiệm vụ đô xuất, có thời gian và đề xuất cụ thể. Lực lượng hỗ trợ, cứu trực thuộc điều phối của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh, bếp ăn, từ thiện, lực lượng thiện nguyện, người làm việc tại các lĩnh vực thiết yếu về tài chính, ngân hàng, chứng khoán, người lao động tại các đơn vị thuộc ngành giao thông vận tải, nhân viên vệ sinh môi trường, hoạt động tăng lễ, nhân viên giao hàng, shipper, trừ thành phố Thủ Đức và các quận, huyện 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, Bình Chánh, Hóc Môn. Người giao hàng của đơn vị cung ứng lương thực thực phẩm, suất ăn, trang thiết bị, vật tư y tế phòng dịch, nhân viên phục vụ tại hệ thống phân phối, điện lực riêng thành phố Thủ Đức và các quận, huyện 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, Bình Chánh, Hóc Môn thực hiện 3 tại chỗ hoặc một cung đường 2 điểm đến. Nhân viên ngành xây dựng trên địa bàn, cấp thoát nước, công viên, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật, các công ty bảo trì, sửa chữa, ứng cứu hệ thống hạ tầng trang thiết bị của các cơ quan, tòa nhà, chung cư, nhân viên làm việc tại các ngành sản xuất, xuất nhập khẩu hàng hóa, cửa hàng xăng dầu, ga, hoạt động 6 đến 18 giờ. Lực lượng cung ứng dịch vụ viễn thông, báo chí, lực lượng cung ứng dịch vụ bưu chính nhà nước, dịch vụ công chứng, các công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ, nhân viên khách sạn, nhà nghỉ phục vụ cách ly y tế và các lực lượng phòng chống dịch do cấp huyện, xã trưng dụng, nhân viên cơ sở lưu trú, khách sạn, nhà nghỉ, phục vụ cách ly người nước ngoài, nhân viên y tế do sở du lịch quản lý, làm việc ba tại chỗ và thu hồi ngay sau khi về cơ quan, người đi cấp cứu khám chữa bệnh định kỳ. Người dân đi tiêm ngừa vaccine COVID-19 cần có phiếu tiêm ngừa vaccine. Các cơ sở sản xuất thực phẩm, bánh mì, tàu hũ, bún, hủ tiếu, cơ sở xuất ăn công nghiệp. Người dân vùng xanh đi chợ trên địa bàn theo quy định một lần tuần. Người đi chợ thay, xét nghiệm một lần tuần và trang phục đồ bảo hộ. Các công ty bảo hiểm chỉ thực hiện các hoạt động liên quan công tác giám định, lập hồ sơ bồi thường và giải quyết các quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng, làm việc ba tại chỗ. Chỉ cấp phát khi ra ngoài trụ sở để giải quyết sự vụ kèm theo hồ sơ và thu hồi ngay sau khi về cơ quan thành phố giao người đứng đầu các sở ngành địa phương cấp giấy đi đường cho cán bộ nhân viên và người lao động thuộc đơn vị mình quản lý các cơ quan cấp phải thông báo số lượng và ký hiệu về công an thành phố để kiểm tra giám sát